Chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo thôi để chúng ta làm việc với Flutter nó nhanh hơn. Đó là chúng ta thay đổi cái app mặc định mỗi khi tạo một dự án mới ở trong Flutter. Mỗi lần các bạn tạo dự án mới, tạo ra cái app mặc định là cái đà app biến tăng biến đếm lên cộng 1 đấy, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thay đổi nó đi. Các bạn vào cái thư mục cài đặt Flutter của bạn. Ở đây tôi đặt vào OC ở trong cái Flutter SDK, bạn tìm đến cái thư mục Package, chọn cái Flutter Tool, chọn cái template. Template ở đây nó có sẵn 1, 2, 3, 4, 5 cái template của các bạn. Thì chúng ta chọn cái template app này, tạo ra một cái folder đúng như là cái folder mặc định của các bạn đấy. Nó tùy thuộc vào hệ điều hành của các bạn thôi. Ở đây nó có những cái macOS, Linux, vân vân. Thì các bạn sẽ không cần quan tâm, các bạn quan tâm cái thư mục lib library. Ở đây nó có một cái tệp main.dat.tmpl, còn cái tệp này là cái tệp tôi copy ra thôi. Các bạn copy nó ra. Sau các bạn đặt tên nó thành là main.dat.original để làm gì? Để sau này các bạn muốn quay trở lại như ban đầu, các bạn dùng lại cái tệp này. Đấy, các bạn lấy nội dung cái tệp này các bạn dán ra. Còn cái tệp main.dat.tmpl các bạn sẽ sửa nó đi. Các bạn mở nó bằng Supply Text hoặc là Visual Studio Code cũng được, tôi chọn bằng Supply Text. Sau đấy các bạn xóa những cái không cần thiết đi, các bạn để lại những cái import material này, import service vân vân. Void main run app này các bạn cũng để nguyên, hoặc các bạn thích thì có thể chuyển nó thành cái kiểu một dòng. Đấy, các bạn class my app này các bạn đổi tên tùy thích. Start with get Flutter demo, tôi sửa lại thành tự học dat Flutter. Cái kênh của tôi như thế mà, đúng không? Cái này mặc định các bạn để hết. Đấy, và cái class my homepage, cái thuộc tính home này các bạn cho class my homepage. Tôi cũng trả về cái statement widget thôi, return container không có gì cả, chống trơn. Các bạn control s nó lại, new lại, tắt nó đi. Giờ bây giờ chúng ta sẽ trở về Visual Studio Code. Các bạn tạo mới một cái dự án xem nó có được không nhá. Control shift p này, chọn new applicant project. Các bạn chọn cái nơi để lưu trữ mặc định, thì thằng này nó chọn cái nơi lưu là trong cái folder user của các bạn ở trong OC. Người ta sẽ đặt tạo một cái shortcut cho cái nơi các bạn hay lưu trữ. Ví dụ tôi lưu tất cả các cái app của tôi vào cái thư mục app ở trên OE, tôi tạo cái shortcut cho thằng này, tôi đặt cái shortcut trong đây. Trong đây đang có rất nhiều cái, tôi xóa bớt những cái không cần thiết đi. Đã. Tôi chọn cái đường dẫn là như này nhá, new mà. Select đặt tên Flutter máy tính đi, hoặc là Hello World. Đây thì bạn xem này. Đợi chút xíu. Đấy, các bạn nhìn cái tệp main.dat nó rất là gọn, nó có 27 dòng thôi. 27 dòng, và trong đấy nó chả có cái gì không cần thiết cả. Nó tạo ra một cái material app, cái này thường dùng rồi. Thêm và cái thuộc tính home của nó là cái class my homepage. Thế thôi, nó rất đơn giản, nó giúp chúng ta tiết kiệm công sức, đỡ mỗi lần lại phải xóa thêm bớt các thứ. Được chưa? Rồi, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Nếu thấy video hữu ích thì hãy ấn đăng ký kênh, giới thiệu chia sẻ nhiều người khác. Chào các bạn.